Dạ, và tiếp theo em xin hướng dẫn đến mọi người về niệm donut 2S. Thì niệm này đặc biệt hơn những cái niệm khác là nó sẽ là chống thấm. Ví dụ như trường hợp mà mình sử dụng có nước tiểu hoặc thức ăn hoặc phân gì đó thì nó sẽ không thấm vào niệm. Thì một cái niệm này nó sẽ là chống cháy. Đây là phần niệm, phần thân máy, phần ống nói và miếng dán chống cho quá trình mình sử dụng niệm á, nó bị lủng xì á, thì mình sử dụng này mình dán lại. Đầu tiên á thì mình sẽ trải niệm ra. Mọi người lưu ý ha, cái phần nào mà có ống như vậy á, nó là phần dưới niệm. Thì cũng như tương tự như những dòng niệm chống lét khác thì niệm này á, nó sẽ là tính theo công suất của nó là ký. Thì niệm nó sẽ công suất là từ 30kg, 60kg, 90kg và 120kg. Thì cũng như mọi loại máy bơm khác á, thì nó đều có hai đầu, một đầu bơm và một đầu hút. Công tắc mở thì nằm phía bên đây. Thì để lần đầu tiên mình sử dụng á, thì trước tiên là mình sẽ là bơm lên mạnh nhất thì mình chỉnh cho 120kg á, thì mình sẽ chỉnh bơm đầy căng niệm lên trước tiên. Và mình sẽ nói hai dây này vào hai niệm. Nói nha. Ở đây á, thì nó sẽ có một cái đầu ngắn đầu dài á, thì mình sẽ nói vô niệm. Còn hai cái ống đều nhau á, thì mình sẽ nói vô máy. Ngoài sau á, thì nó có hai thanh để mình bắn vô đầu dường. Thấy đầu dường không ạ? Cái này mình sẽ nói vô niệm. Khi mà mình bơm lên á thì tất cả những cái mũi niệm này á nó sẽ là bơm căng lên. Thì mũi niệm này của tất cả những mũi niệm cao cấp á thì nó sẽ là nguyên một mũi chạy dài ngang theo chiều ngang của niệm. Thì mũi niệm của loại giường donut 2S này á, thì mũi niệm nó sẽ là dày và bự hơn là những loại niệm cao cấp khác. Thì một cái á, niệm này á, hầu như là ví dụ như là phân bón nước tiểu hoặc là thức ăn có gây vải lên đây á, thì hầu như nó không có thấm vào niệm, giúp cho quá trình vệ sinh nó sẽ tốt hơn. Cái loại niệm này là loại niệm chống cháy. Ví dụ trường hợp như là có lửa hoặc gì á, thì niệm nó sẽ hỗ trợ mình chống cháy. Thêm một cái á, thì máy bơm của niệm cao cấp á, thì máy của dòng này á, sẽ bơm tốc độ bơm của nó sẽ từ là 3 đến 6 phút. Thì những mũi khí này nó sẽ là sẹp và lòi theo chu kỳ lặp đi lặp lại của niệm. Thì khi những cái mũi này nó sẽ lòi lõm, nó sẽ có những mũi lòi mũi lõm chạy dài cho hết niệm. Khi đủ hết chu kỳ từ 3 đến 6 phút máy bắt đầu bơm xả, thì sẽ ngược lại là những mũi sẹp nó sẽ căng lên và những mũi lòi nó sẽ xẹp lại. Thì quá trình người nằm trên đây á, thì phần lưng của bệnh nhân á, thì sẽ hạn chế tiếp xúc, thì nó sẽ là hạn chế và phòng chống được việc chống lét của bệnh nhân. Và sau đây em sẽ cho mọi người nghe tiếng máy hoạt động. Thì mình sẽ mở máy phía bên đây. Thì hầu như là những máy này á, độ ồn là mình nghe là rất là thấp. Hầu như nếu mà tại để gần điện thoại á, thì mình nghe hơi xì xì, nhưng thật ra để bên ngoài á, thì hầu như nó không nghe tiếng luôn. Dạ.
thì tất cả những máy những niệm trong led ở bên cửa hàng thiết bị tới Quỳnh Gia sẽ được bảo hành phần thân máy 1 năm. Dạ, và cảm ơn mọi người đã xem clip.